Hôm nay là bố dẫn Mít đi ăn kem đêm nữa, mình không quay ra đi ăn kem trộn Thái nhá, đứng đây các bạn. Thẹn à, đây đứng đấy. Bạn Mít đang xem kem trộn của Thái Lan này. Đấy. Ui giời, cái cuộn kem này to lắm. Dầu đấy. Cái nó lạnh thế hả cháu? Nhanh chưa? Ấy, ui, nhanh. Rồi. Chưa tiền.